Cô thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 6 của olm.vn Các em ạ, à, hằng ngày chúng ta quan sát thấy mặt trời chuyển động ở trên bầu trời Có người nói rằng trái đất đứng yên, còn mặt trời chuyển động xung quanh trái đất Điều này có đúng không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và trả lời qua bài ngày hôm nay nhé Bài 43 Chuyển động nhìn thấy của mặt trời Nội dung chính của bài gồm có hai phần. Thứ nhất, ta sẽ tìm hiểu về chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Và thứ hai là mặt trời mọc và lặn. Các em thấy rằng buổi sáng mặt trời mọc ở phía đông, chuyển động dần và lặn ở phía tây vào buổi chiều. Có phải mặt trời thực sự chuyển động theo quỹ đạo mà ta quan sát được như trên hay không? Các em hãy thử tưởng tượng mình ngồi trên chiếc xe ô tô đang chuyển động và ngó ra cửa sổ để quan sát các vật xung quanh. Có phải em thấy những cây ở ven đường cũng chuyển động? Thực ra, ta biết rằng chúng đứng yên so với mặt đất, còn chính ô tô và người ngồi trong ô tô mới đang chuyển động. Kem có thể đứng dậy và tự quay quanh mình. Khi quay, ta thấy các vật xung quanh ta quay theo chiều ngược lại. Đây là chuyển động nhìn thấy, không phải chuyển động thực, còn chuyển động tự quay của ta mới là chuyển động thực. Vậy, kem đã hiểu tại sao? Ta lại nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây chưa? Đó chính là vì trái đất của chúng ta đang tự quay quanh trục của nó. Kem hãy cho cô biết, trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều như thế nào nhé. Chính xác rồi, trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông và quay một vòng hết 24 giờ mà ta gọi đó là một ngày đêm đấy các em ạ. À. Đó chính là lý do tại sao hàng ngày chúng ta nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng đông, chuyển động trên bầu trời dần về hướng tây và lặn. Chúng ta có thể thực hành quan sát mặt trời mọc và lặn qua mô hình sau đây. Dụng cụ ta cần là một quả địa cầu tượng trưng cho trái đất, một bóng đèn tròn tượng trưng cho mặt trời. Ta sẽ đặt quả địa cầu ở trên bàn, đặt bóng đèn điện trước quả địa cầu sau đó cấp điện cho đèn sáng. Đồng thời các em lưu ý tắt các bóng điện xung quanh ở trong phòng để quan sát cho rõ hơn. Các em hãy gắn một mô hình người hoặc đánh dấu một điểm ở trên quả địa cầu. Ban đầu thì điều chỉnh để có ánh sáng chiếu vào người đó. Đó là lúc mặt trời mọc ở phía đông. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay từ từ mô hình trái đất theo chiều từ Tây sang Đông. Quá trình đó tương ứng với mặt trời lên cao dần và ở cao nhất trên bầu trời vào lúc trưa tiếp tục quay từ từ mô hình trái đất theo chiều từ tây sang đông khi người không còn nhận được ánh sáng chiếu vào nữa là lúc mặt trời lặn ở phía tây qua quan sát vừa rồi các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi tương tác sau đây nhé chính xác rồi vào buổi trưa ta thấy mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu Thế con về ban chiều thì mặt trời lặn ở phía Tây. Các em hãy ghi nhớ hiện tượng ngày, đêm luôn phiên diễn ra trên trái đất là do trái đất được chiếu sáng bởi mặt trời và chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Thế các em đã từng nghe ai đó nhắc tới thuyết địa tâm và thuyết nhật tâm chưa? Các em ạ, à, ở thời Hy Lạp cổ đại cho đến thế kỷ 16 thì con người vẫn quan niệm rằng Trái đất đứng yên là trung tâm của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và tất cả các hành tinh khác thì đều quay xung quanh trái đất. Tuy nhiên, có một người đã đi ngược với hệ thống lý thuyết ấy và cho rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ, các hành tinh khác quay xung quanh mặt trời, trái đất quay xung quanh trục của nó trong khi chuyển động quanh mặt trời. Đó chính là Copernicus, ông là cha đẻ của thuyết nhật tâm. Thuyết nhật tâm không chỉ có ý nghĩa quan trọng với khoa học mà nó còn ảnh hưởng tới cả tôn giáo và các lĩnh vực khác. Học thuyết này đưa ra gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ và có rất nhiều cuộc tranh cãi diễn ra. Ý tưởng của ông chưa bao giờ được chấp nhận vào thời kỳ ông sống. Sau đó, học thuyết này được Galileo tiếp nhận và chứng minh thông qua việc ứng dụng kính thiên văn đầu tiên vào quan sát. Đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử thiên văn đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại như ngày nay. Tuy vậy, học thuyết của Galileo vừa ra đời đã bị nhà thờ và giáo hội phản bác, coi rằng dị đoan. Ông đã bị ép buộc thu lại nhận định của mình về việc trái đất quay xung quanh mặt trời và giam giữ tại nhà cho tới khi qua đời. Có câu chuyện truyền tai rằng, khi ông bước ra khỏi cửa tòa án thì ông đã bực tức nói to, dù sao thì trái đất vẫn quay. Ngày nay, tất cả chúng ta đều công nhận rằng, Trái đất tự quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời đúng không nào? Các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi tương tác sau đây để nắm kỹ hơn các nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu nhé. Chúc mừng các em. Như vậy thì trong video này, chúng ta đã tìm hiểu về chuyển động nhìn thấy của mặt trời và hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn. Các em đừng quên truy cập khóa học khoa học tự nhiên lớp 6 tại olm.vn để làm thêm nhiều bài tập vận dụng, mở rộng. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo trên kênh học trực tuyến OLM.